Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghệ xin kính chào toàn thể quý các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghệ. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Ô tô cũ Đoàn Nghệ có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại tiếp tục báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Corolla, Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2006, phiên bản là số sàn. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A26484. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Corolla Altis bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Sơn xi màu đen. Một mẫu xe phân khúc hàng C, 265 triệu đồng các bác nhé. Trang bị 4 bánh ăn đúc, phanh ABS 4 bánh. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2010, phiên bản là số tự động, máy 1.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 19A 22510. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 282 triệu đồng. Sơn xi màu đen, bản sedan hai đầu. Một mẫu xe Chevrolet Cruze mang thương hiệu của Mỹ, số tự động, máy 1.8 các bác nhé, 282 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 49895. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhé, một mẫu xe quốc dân. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều ok các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grand i10. Chiếc Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.0, con này là bản đủ, mang biển kiểm soát 73 16683. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Con này bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Sơn xi màu bạc nguyên bản, tích hợp xi nhan trên gương. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, đầy lỗ Stratos, màn hình Android. 248 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2015, phiên bản là số sàn, máy 1.25, bản 4 máy. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Trang bị 4 máy Naran Đúc này, sơn xi màu trắng, mang biển kiểm soát 17A18600. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachatti. Chiếc Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 30V 8232, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu các bác nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Hàng nhập khẩu. Sơn xi màu bạc.
một mẫu xe Daihatsu Lacetti nhập khẩu. Đăng kiểm của nó có đến tháng 5 năm 2021. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một chủ tư mới. 255 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Gencha. Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Mang biển kiểm soát 31F1819. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 170 triệu đồng. Daihatsu Gencha, bản sedan hai đầu mang thương hiệu Hàn Quốc. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu các bác nhá, biển Hà Nội. Trang bị 4 bánh đa lúc, bản sedan hai đầu. Sơn xi màu đen này. 170 triệu đồng cho một chiếc Daihatsu Gencha. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Em lại đến một chiếc này là chiếc Ford Focus. Ford Focus có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 1.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 30G 37726. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. Phiên bản là số tự động các bác nhé. Một mẫu xe Ford Focus bản hatchback một đầu. Trang bị 4 bánh ao đúc phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Sơn xi màu đen. Nguyên bản các bác nhé. Và mẫu xe Daihatsu Lacetti sản xuất 2009 em đã bán rồi. Em rút hồ sơ đợi ngày tốt bác ra bác lấy. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grand i10. Chiếc Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 30G 32511. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng. Sơn xi màu trắng. Tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhé. Bác là Hà Nội Sài Gòn đúng chân, mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Gencha. Chiếc Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, phiên bản là số sàn, máy 1.2, mang biển kiểm soát 19A 23004. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng. Hàng nhập khẩu các bác nhá, xe gia đình. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, bản sedan hai đầu. 190 triệu đồng. Mẫu xe nhập khẩu các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti. Daihatsu Lacetti có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 59196. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Giảm giá kịch sàn các bác nhé. Cắt lỗ 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carren. Chiếc Kia Carren có năm sản xuất 2011, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, bản đủ. Tư nhân chính chủ biển Đắk Lắk, mang biển số 47A 24081. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Kia Carren thương hiệu Hàn Quốc. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Con này là bản đủ quá nhá. 255 triệu đồng. Một mẫu xe Kia Carren.
sơn si của nó này rất là đẹp luôn, bốn bánh nhang đúc cũng như phanh ABS, túi khí đầy đủ, cửa sổ trời. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota, Toyota Innova G có năm sản xuất 2009, số sàn máy 2.0, máy xăng, con này bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng, bản G bản đủ quá nhá, xe gia đình 295 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Sơn si của nó màu bạc. Một mẫu xe Toyota mang thương hiệu của Nhật Bản. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều ok các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Venla. Chiếc Hyundai Venla mang biển kiểm soát 14A29683, bản sedan 2 đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Hyundai Venla các bác nhé, bản sedan 2 đầu nhập khẩu, số sàn máy 1.4, máy xăng, 155 triệu đồng thôi, bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhé. Sơn si của nó màu bạc, gầm bệ chắc côn số ngọt. Chiếc tiếp theo thì em đến một chiếc này là chiếc Hyundai Gate. Chiếc Hyundai Gate có năm sản xuất 2008, số sàn máy 1.1, máy xăng, mang biển kiểm soát 37A48771. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 156 triệu đồng. Con này là bản đủ quá nhá, tư nhân chính chủ biển Nghệ An, mang biển kiểm soát 37A, Hyundai Gate, 156 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Gate có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.1, máy xăng, mang biển số 30Y4093. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Xe gia đình các bác nhé, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, 185 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Gate bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Chiếc tiếp theo là chiếc Ford Escape. Chiếc Ford Escape có năm sản xuất 2010, phiên bản là số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 16L6440. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Ford Escape, thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi, một chủ tư mới. Cam kết quý bạn là máy số zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. 330 triệu đồng một chiếc Ford Escape. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy công trường quá ok các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 14A04789. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Con này là bản đủ, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Trang bị 4 bánh nhang đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ. Sơn si màu bạc nguyên bản. Con này là bản E xịn các bác nhé, form 2013. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha. Daewoo Gencha có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.2 các bác nhé. Con này hàng nhập khẩu, biển kiểm soát 29A12793. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng. 190 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha, bản sedan 2 đầu, hàng nhập khẩu, sơn si màu bạc,
túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan 2 đầu. Nhập khẩu các bác nhé. Em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Mitsubishi Jolly. Mitsubishi Jolly có năm sản xuất 2005. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 30L 1091. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Mitsubishi Jolly bán đủ, đèn cột lốp treo turbo mát sách, tư nhân chính chủ, một chủ tư mới, với giá tiền là 150 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly này. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota. Toyota Innova G có năm sản xuất 2010, số sàn, máy 2.0, máy xăng, bản đủ các bác nhá. Mang biển kiểm soát 35A10104. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Toyota Innova mang thương hiệu của Nhật Bản, số sàn, máy 2.0. 290 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhá. Sơn xi màu bạc. Một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng này đi cực lành luôn các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Ford Escape. Chiếc Ford Escape có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 30F 55037. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Một mẫu xe Ford Escape đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. Mang thương hiệu của Mỹ, gầm cao máy thoáng. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được một khoản chi phí khá khá này. Một mẫu xe Ford Escape. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gentra. Chiếc Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, số sàn, máy 1.5, máy xăng các bác nhá, mang biển kiểm soát 29A 06997. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. Một mẫu xe Daewoo Gentra mang thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá, bản sedan 2 đầu, mang biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, mẫu xe Daewoo Gentra, sơn xi màu bạc. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 34709. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, trang bị 4 bánh hàng đúc, túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, sơn xi màu đen tuyền các bác nhá. Em lại đến một chiếc này là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2015, số sàn, máy Kia Morning, mang biển kiểm soát 15A 37091. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Sơn xi màu trắng, trang bị 4 bánh hàng đúc này. Một mẫu xe Kia Morning, thương hiệu của Hàn Quốc. Nhỏ gọn xinh xinh mà tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. 215 triệu đồng. Sản xuất 2015. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grand i10. Chiếc Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2015, số sàn, máy 1.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 19624. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Giảm giá kịch sàn, cắt lỗ các bác nhé.
nay chỉ còn 258 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, đầy lỗ sau đó tốt, tích hợp trên bô lăng, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. 258 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2011, phiên bản là số tự động, số rít rắc, máy eco, bản đủ, bản full các bạn nhá, bản full kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 14A05010. Bốn bánh nhan đúc, tích hợp sinh nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. 286 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhé. Đấy, sơn xi sáng bóng sạch sẽ. Rồi, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Chiếc tiếp theo là chiếc Fiat. Chiếc Fiat có năm sản xuất 2003, phiên bản là số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 29A 86690. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 85 triệu đồng, giảm giá kịch sàn còn 85 triệu đồng cho một mẫu xe Fiat mang thương hiệu của Italia, sơn xi màu xanh quân đội các bác nhá, bản sedan hai đầu. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tránh mưa tránh nắng hoặc tập lái này quá là ok các bác nhá. Đấy, chiếc Fiat. Đấy, phi như ngựa các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 34A18821. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Con này là bản E xịn các bác nhé. Bản E xịn, trang bị 4 bánh Laran Loop, tích hợp sinh nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ, cũng như trang bị túi khí ABS đầy đủ. Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản. Chiếc tiếp theo là chiếc Mercedes. Chiếc Mercedes có năm sản xuất 2002, số tự động, máy 1, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 29A 94654. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng một chiếc Mercedes. 172 triệu đồng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội các bác nhá, xe gia đình, trang bị 4 bánh ao đúc, túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark. Chiếc Chevrolet Spark có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 0.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 24A 04382. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 92 triệu đồng, thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.25. Con này là bản đủ các nhá. Xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, mang biển kiểm soát 34A 21035. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Kia Morning C. 242 triệu đồng. Bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hải Dương. Nội thất ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Trang bị túi khí an toàn cho người lái này, màn hình Android. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Một chiếc Kia Morning bản C, bản đủ. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, biển Hải Dương các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz.
Chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, số sàn máy 1.1, máy xăng mang biển kiểm soát 36A41967. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Hyundai Getz bản đủ các nhá. Tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. 165 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Sản xuất 2010 đời chót. Bản đủ. 165 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, số sàn máy 2.0, máy xăng bản đủ, mang biển kiểm soát 73A02074. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rẻ tiền quá nhá. Chỉ có 169 triệu đồng thôi. Xe gia đình. Sơ vâng, ô tô cũ đoạn nghề, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.